Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm dãy tòa nhà bằng giấy A3 và bìa cắt tông nha. Ở đây mình có một cái bìa cắt tông và đã dán dính sẵn cái tờ giấy A3 làm cái đế của chắc nhà cho vững chắc. Các vật dụng tiếp theo bao gồm tờ giấy A3, bút chì, tước kẻ, kéo, băng keo và sáp màu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Tờ giấy A3 này sẽ có kích thước là 297 và 420 mm. Mình sẽ chia theo tỷ lệ để tận dụng được cái tờ giấy A3 này là tốt nhất. Một tờ giấy A3 này mình sẽ làm thành một ngôi nhà 2 tầng. Và kích thước mình sẽ kẻ, sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các kích thước cụ thể. Ok, mình dự định làm ngôi nhà hình vuông sẽ có 2 tầng, do đó mình sẽ chia ra làm 2 ngôi nhà trong cùng một tờ giấy A3. Thì các cái cạnh lần lượt là chúng ta sẽ có mặt đằng trước, mặt cạnh bên, mặt đằng sau và mặt cạnh bên của ngôi nhà. Các cái viền bên trên, viền bên dưới này mình sẽ làm sử dụng để làm dán vào đế nhà và mái nhà. Còn đường ở giữa đây chúng ta sẽ cắt để chia thành 2 tầng của ngôi nhà. Tương tự như vậy, ở tầng trên tầng dưới, cái cạnh này, mặt trước của nhà sẽ là rộng là 7 cm, tiếp theo là 13 cm, 7 cm và 13 cm. Chiều cao của ngôi nhà sẽ là 8 cm, trừ mỗi phần tiếp nối mái và phần tiếp nối đáy là 1 cm, chúng ta cộng lại sẽ là 10 cm. Như vậy chúng ta đã có 2 phần hình vuông để ghép của ngôi nhà. Bây giờ chúng ta sẽ tạo hình mái của ngôi nhà, vẽ hình mái của ngôi nhà. Do chiều dài của ngôi nhà là 13 cm, chúng ta sẽ làm mái của ngôi nhà là 15 cm để có một cái phần lô ra. Ok, thì chúng ta đã vẽ đủ các phần hình của ngôi nhà. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí cửa của ngôi nhà. Ở đây mình sẽ vẽ và tô màu. Ngoài ra các bạn có thể dùng giấy để cắt dán. Ok, như vậy là mình đã vẽ xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành tô màu.
Ok, mình đã vẽ xong cửa chính và hai cửa sổ của hai tầng rồi. Bây giờ mình sẽ cắt nha. Mình sẽ cắt một đường dọc theo đây. Hai bên này sẽ là hai cái tầng và phần đây chính là phần mái nhà. Ok, tiếp theo mình sẽ làm một ngôi nhà mái ngói nha. Riêng nhà mái ngói chúng ta sẽ có hai cái phần hình tam giác đó các bạn.
Nhà mái ngói mình sẽ tô màu đỏ nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành dán các ngôi nhà này là thành một dãy nhà nha các bạn. Ở đây mình đã chuẩn bị được một, đây là một tòa nhà hai tờ giấy này, một nhà tòa nhà hai tầng này, hai tờ giấy này là một tòa nhà hai tầng này, và tờ giấy này là tòa nhà là ngôi nhà ngói. Các bạn sẽ thấy ở đây phía dưới đây mình sẽ dán tòa nhà ngôi nhà hai tầng ở đây, ngôi nhà hai tầng ở đây và một ngôi nhà ngói ở đây. Nào mình bắt đầu nha. Bây giờ mình sẽ trang trí cái sân cho ngôi nhà nhé các bạn. Ta-da! Mình đang hoàn thiện ngôi nhà rồi. Chúc các bạn thành công.